Bella Vũ khoe sắc ở tuổi 15, tiết lộ chuyện được Lưu Thiên Hương nâng đỡ. Bella Vũ vừa thực hiện bộ ảnh mới để chào đón Giáng sinh. Có sự góp mặt của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và một số bạn bè thân thiết. Bella Vũ chọn tông màu đỏ, đen cho bộ ảnh lần này. Khác với hình ảnh lộng lẫy khi xuất hiện tại các sự kiện, cô bé chọn cho mình các thiết kế trẻ trung, thanh lịch đúng với lứa tuổi. Chiều cao nổi bật được xem là lợi thế giúp Bella Vũ dễ dàng biến hóa trong nhiều phong cách khác nhau. Bella Vũ theo học thanh nhạc với nhạc sĩ. Nhà sản xuất Lưu Thiên Hương đã hơn 3 năm. Với sự hướng dẫn tận tâm của cô giáo, nữ sinh 15 tuổi ngày càng tiến bộ trong giọng hát và phong cách trình diễn trong bộ ảnh Mừng Giáng sinh và Năm mới 2024. Hoa hậu du lịch sinh thái quốc tế 2021 chụp cùng Á quân giọng hát Việt nhí 2015, Nguyễn Trọng Tiến Quang. Cả hai đều đang được đào tạo bởi Lưu Thiên Hương. Nữ nhạc sĩ cho biết trong thời gian tới sẽ có nhiều dự án âm nhạc chuyên nghiệp dành cho các tài năng trẻ, trong đó Bella Vũ đang được ekip viết các ca khúc riêng phù hợp chất giọng và phong cách. Dự kiến sẽ ra mắt trong năm 2024. Trước đó, MV Muốn Được Là Chính Tôi ra mắt đánh dấu bước trưởng thành trong âm nhạc. Đây là sáng tác nhạc sĩ Lưu Thiên Hương dành tặng riêng cho học trò, dựa trên cảm hứng từ câu chuyện cuộc sống của nữ sinh năm 2023. Bella Vũ có cho mình những quả ngọt khi đảm nhận vai trò giám đốc quốc gia Miss Eco Teen Việt Nam, góp phần giúp Anna Hoàng giành ngôi Á hậu 1 tại cuộc thi quốc tế. Bên cạnh đó, nữ sinh 15 tuổi còn tích cực trong các dự án thiện nguyện, vinh dự nhận giải thưởng của Diễn đàn Nghị viện Thanh niên Toàn cầu định hướng trong năm 2024 của Hoa hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế 2021 là tập trung vào dự án nghệ thuật chuyên nghiệp cùng cô Lưu Thiên Hương. Bên cạnh đó, cô gái 15 tuổi nỗ lực hoàn thành tốt việc học ở trường cũng như tham gia các hoạt động thể thao. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.